ở Lạng Sơn có một món ăn quý lắm, không phải lúc nào cũng có. Ngày xưa đi ăn cỗ thì chỉ chờ với món này thôi. Và món năm này ấy, mọi người rất là yêu thích, cho nên nó trở thành là món ăn đường phố. Đó chính là phở chua. Phở chua được biết đến là một đặc sản của xứ Lạng. Người Lạng Sơn luôn nhắc đến món ăn này như một niềm tự hào. Chỉ có Lạng Sơn quê tôi mới có món phở chua ngon như vậy thôi. Phở chua là sự kết hợp của nhiều nguyên liệu khác nhau. Cần có một chút mỡ để tăng độ ngậy, một chút dưa chuột thái sợi, thịt xíu, khoai chao giòn tan, kèm một chút lạc chao và lớp rau sống ở phía trên cùng. Chị cho em hỏi là phở chua có cái điều gì khác biệt so với phở nước thông thường? Phở chua chắc chua lắm chị nhỉ? Phở chua thì khác phở nước là nó có cái nước lủ đặc biệt để chan vào phở ấy. Nước lủ nó có vị chua ngọt vừa vặn, chủ yếu là do nước lủ thì nó sẽ so sánh được độ ngon hay không ngon. Phở chua sẽ chỉ ngon một nửa nếu thiếu đi hương vị đặc biệt của nước dùng, hay người ta còn gọi là nước lủ. Nước lủ được nấu từ nhiều nguyên liệu khác nhau, với vị đặc trưng là chua dịu rất lạ miệng. Cũng chính bởi vậy mà món ăn này mới có tên là phở chua. Em thấy tất cả các bước nào cũng cầu kỳ, mọi cái từ thành phẩm này đến tất cả những cái món mà để mình ăn với được với phở ấy, cũng phải mất công đoạn khá là nhiều. Chỉ đến những cái bữa cỗ ấy thì sẽ làm những cái món phở chua này, vì làm món này rất là cầu kỳ và nhiều công đoạn ấy, thì mọi người phải dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, rồi chiên chao, rồi nấu nước lủ, rất là phức tạp ấy. Bây giờ em xin chị một bát để em ăn thử luôn. Bởi vì em thèm quá. Cái món phở chua này nó có một cái thành phần quan trọng là nước lủ. Cái nước lủ được làm từ những cái nguyên liệu như đường, giấm. Và khi ăn thì nó thơm thơm và ngọt thanh thanh, tạo nên một cái món ăn mà mình nghĩ là tất cả các bạn giới trẻ ăn sẽ rất là hợp miệng đấy. Bamboo Airways, hơn cả một chuyến bay. Cho các bạn chín năm ơi.